Cái này cá gì ta? Đâu, còn đấy là cá cháp. Cá này chắc chín xù quá. Cá cháp này chiên hay là nướng gì cũng được. Cá này chiên cũng được. Cá đối này có trứng nè. Cái này giờ bật cái lửa lên là nướng. Cá đối. Rồi, Mộc Vua Bắt Ốc TV xin chào các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và có những phút giây thật là sảng khoái khi xem video này nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục đứng ở cửa một cái dàn đăng. Đây là một vị trí đăng gần bờ và bây giờ là tầm buổi sáng, khoảng cỡ 7 giờ sáng. Mực nước tại trong đăng hiện tại thì đã rút được nửa đăng. Nhưng mà hôm nay thì với cái mực nước hôm nay thì đăng này sẽ không rút cạn được. Do hiện tại thì nước cũng đang quay đầu và khách của mình cũng đi trễ, do đó là bây giờ tranh thủ vô bắt sớm. Rồi, thì bây giờ thì mình sẽ tiến vào trong đăng để mình quay cho các bạn xem đăng này hôm nay bắt được những con gì. Qua bên này bắt trước. Tranh thủ bắt nhanh, nước đang quay đầu lên. Thì để xem bây giờ hiện tại đất đang buổi sáng đang là đầu của một con nước, do đó là thường đầu con nước thì cái nguồn cá nó không được nhiều lắm. Thì để mình vào trong chuồng mình quay cho các bạn xem. Đây, và đây là có cái dây của cửa chuồng, chúng ta phải cởi dây ra. Cởi cái dây ra thì mới vào được. Trong đây có nhưng mà cũng không nhiều lắm. À, nó đi theo trên lưới đó rồi. Nó cứ đụng lưới là nó đi bám theo lưới rồi đó. À, có con nào bắt còn nhiều hay ít thì mình cũng không biết. Hôm nay là nó tùy theo duyên thôi. Bắt đi, có vẻ như ít cá đó. Xem có bắt được bao nhiêu. Đây, một đàn cá đối đây. Có thể người nhiều hơn cá. Đổ vào cái túi đi anh. Cái này cá đối. Ủa cái túi cái đâu rồi ta? Cái túi đựng cá. Ơi. Đó, nhìn cái mồm nó không? Răng nó rất là sắc. Rất là nhiều người đụng vô là mất một miếng thịt. Rồi, chú ơi. Nó sắc lắm. Nó tám một phát là mất miếng thịt liền. Ơi, sát thủ bắt cá lóc. Hả? À, đừng có đụng vào nó thôi. Nó sao? Ừ. Cái đăng này hôm nay thì cũng khá là ít cá do đầu con nước nha các bạn. Thì thường chuồng bên kia bắt được khoảng cỡ 2 kg thôi. Không biết là qua chuồng bên này thì có nhiều hay không thì để mình qua bên này mình quay cho các bạn xem. Bên này có con gì không anh? Rồi, bắt sứa luôn. Bên này có nhiều bằng bên kia không? Bắt sứa này không ngứa không anh? Đụng vô thì ngứa đấy, nhưng mà không ngứa lắm. Bắn thử mấy phát rồi. Đó đây. Sống nó cường. Mất nhảy mà. Con vô miệng. Ở đây còn chưa rửa thôi. Đút nguyên con vô luôn, không cần phải rửa. Mực này mà đi rửa. Nước biển mà rửa nhanh. Đấy. Ăn cả mực. Nó mới ngon. Ăn luôn rồi gì ăn đâu. Cái gì vậy? Ăn cả mực luôn á. Cho vô miệng hút luôn. Đây chỉ có con mực đây. Nè nó xịt xịt. Ăn luôn rồi đây trời. Trời ơi bán nước. Ăn thử đi, xem là có ngon không? Mấy ông kia toàn bỏ vô ngã luôn anh. Ngã luôn. Rửa gì nữa? Rửa gì? Rồi miệng mấy. Ủa anh ăn rồi mà. Không có xé gì hết á. Tươi mực đó. Cho hết hẳn vô miệng luôn. Anh, đừng có ăn kiểu vậy. Nó kiên răng. Anh phải bỏ nhai luôn. Nhai luôn. Đã phải bỏ hết vào mồm á, xong rồi nhai, xong rồi nhe răng ra cười cái. Đẹp vậy không người à? Sợ, không cầm vào mồm nữa thôi. Cầm vào mang tay nữa thôi, không cầm vào mồm nữa là được rồi. Đây, buổi bao đăng hôm nay được vô đây cá nha các bạn.
Đang hôm nay là đầu con nước nên đó cái lượng cá nó không được nhiều. Thì đây là những con cá nóc mình không có ăn được nó. Cá này cá gì ta? Đâu, còn đấy là cá cháp. Cá này chắc kim sù á. Cá cháp này chiên hay là nướng gì cũng được. Cá này chiên cũng được. À, cá đối này có trứng nè. Cá này giờ bật cái lửa lên là nướng. Cá đối. Ừ. Con này là cá nóc. Cá nóc da beo nhé. Con này là cá gì ta? Đâu, con này giống cá đủ. Cá đủ. Còn mấy con nhỏ nhỏ quăng xuống cho nó sống đi. Con này thả hả? Ừ. Thả ha, thả thì đi ra đây. Mà nó cũng chết luôn rồi, thả gì nữa. Bây giờ nó phóng tử nữa nè. Cá đục. Đúng rồi, chính xác, cá bóng đục. Mực nè. Vẫn được hai con mực. Nãy mực kia, mực ống sashimi hết rồi. Chú ơi. Ống nó chạy ra hết nè. Rồi, đổ vô. Đây nè, con cá nâu. Con này cũng ngon nữa. Cá nâu bự bự. Đúng, bỏ vô rổ nè. Đổ ra đi. Cho con mượn.